Shop hàng nhiệt độ điện chào các bác. Bây giờ là buổi chiều ngày 12 tháng 6 năm 2020. Em lên sóng test một cái chiếc máy rửa bát Panasonic NP-3 cho bác khách hàng đã đặt buổi sáng. Đây quay bây giờ nó hơi nắng chói. Còn một con máy rất là đẹp luôn nhé. Mặt mũi nhựa nhưng rất là đẹp này. Dừng nước ngon, khá là đẹp luôn. Máy thì đang hoạt động ok, mọi chức năng ngon lành nhé. Đây công nghệ Ecunavi này. Rất là đẹp. Chiếc con này người ta chưa còn cẩn thận đến nỗi dán được băng dính này. Đấy, người Nhật trước dùng cẩn thận ghê. Nhật mà cẩn thận thật. Thì chậm máy khá đẹp luôn nhé. Em đang test ok hoàn hảo để đóng hàng gửi cho các khách hàng này. Đấy, bên trong nội thất còn rất là mới nhé. Con T3 doang chỉ vệ sinh sạch sẽ mới này. Nói chung là một con T3 mà em đánh giá nó phải đẹp như con T7, T8 các bạn. Này, bên trong máy so, ui giời, con này máy so gần như chưa dùng này con này. Đấy. Chứ là không phải là cứ T3 là không đẹp đâu các bác ạ. T3 con này em đánh giá nội thất còn đẹp này, bắt tay cửa thứ còn như mới này. Đẹp như dòng T7, T8 thôi nhá. Thậm chí còn đẹp hơn cả nhiều con máy. Con này test rất ok nhá. Các bác em còn rất là nhiều máy đấy, con này em test để gửi đi thôi. Chào các bác.